Chào các bạn, hôm nay sẽ là các hình ảnh cập nhật mới nhất về tiến độ cầu thủ Thiêm 2. Mặc dù đang bị ảnh hưởng dịch bệnh Corona, nhưng đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố, đã triển khai những biện pháp bảo đảm an toàn phòng bệnh nghiêm ngặt. Công trường dự án xây dựng cầu thủ Thiêm 2 vẫn diễn ra khá sôi động, tăng tốc tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật vào tháng 9 tới đây. Tiến độ bên đầu cầu quận 1 đến hôm nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành 100% kết cấu mố trụ cầu của hạng mục cầu dẫn lên nhánh chính. Hoàn thành kết cấu bê tông dự ứng lực mặt cầu từ nhịp của trụ AS5 đến AS9, đạt 228/438m dài. Còn lại, đang triển khai tổ chức thi công các nhịp AS9 đến AS10 và nhịp AS3 đến AS5 như hình ảnh mọi người thấy. Khó khăn nhất hiện nay là phía bờ quận 1 vẫn còn vướng mặt bằng khá nhiều. Phần cầu nhánh N1 và N2 vẫn còn đang chờ bàn giao mặt bằng. Đây là hình ảnh thi công hoàn thành mặt cầu, kết cấu bê tông dự ứng lực từ nhịp của trụ AS5 đến AS9 đã tháo hoàn toàn dàn giáo chống. Các nhịp khác vẫn đang thi công mặt cầu. Như vậy, khả năng cầu chính và cầu dẫn sẽ hoàn thành trước. Nhánh N1 và N2 vướng mặt bằng thì khó hoàn thành cùng thời điểm. Còn về tiến độ phía quận 2 đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Cầu chính nhịp dây văng đã hoàn thành kết cấu bê tông dự ứng lực mặt cầu từ mô cầu S5 đến trụ tháp chính S2 ở giữa sông. Trụ tháp chính S2 giữa sông cao 113m, có 34 đốt thì đã thi công được 10 đốt rồi. Nhịp dầm thép băng ngang sông Sài Gòn có 17 đoạn, đã thi công được 3 đoạn. Mới đây, vào ngày 5 tháng 4, nhà thầu đã bắt đầu căng bó các dây văng đầu tiên tại trụ tháp chính S2, đánh dấu mốc tiến độ quan trọng. Như vậy, nhà thầu vừa thi công các đốt trụ S2 chính, khi đủ không gian và độ cao nhất định, sẽ tiến hành song song thi công căng cáp ngay. Dịch bệnh không ảnh hưởng tiến độ, và nhà thầu vẫn đảm bảo hoàn thành dự án hợp long cầu chính vào tháng 9 tới, và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020, nhưng nhánh đường dẫn N1 và N2 vẫn còn vướng mặt bằng. Cầu thủ Thiêm 2, có kiến trúc hình rồng, sẽ là điểm nhấn của thành phố sau khi hoàn thành. Đây là biểu tượng cổng chào từ trung tâm thành phố qua khu đô thị mới Thủ Thiêm. Clip đến đây kết thúc, các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông tin tiếp theo của dự án này.